Tai biến sau gây tê, một phụ nữ tử vong và một người nguy kịch. Hai vụ tai biến sản khoa sau khi gây tê xảy ra cùng thời điểm tại Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng khiến cho một người tử vong và một người nguy kịch. Sáng ngày 20 tháng 11, ông Nguyễn Út, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết rằng đang làm rõ nguyên nhân hai vụ tai biến sản khoa xảy ra cùng thời điểm tại Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng. Trong hai trường hợp này, một người đã tử vong và một người nguy kịch. Theo ông Út, cả hai vụ tai biến đều xảy ra vào ngày 17 tháng 11 sau khi các bác sĩ tiêm thuốc gây tê tủy sống. Cụ thể, vào sáng ngày 17 tháng 11, Bệnh viện Phụ nữ tiếp nhận sản phụ Võ Thị Nhất, 34 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, mang thai hơn 38 tuần vào bệnh viện để sinh mổ trong trạng thái chuyển dạ, thai to và đa ối. Trưa cùng ngày, các bác sĩ tiến hành gây tê tủy sống, mổ lấy thai nhi. Tuy nhiên, tới cuối ca mổ, bệnh nhân có biểu hiện duỗi thẳng hai chi dưới, từng cơn, mạch tăng nhanh. Bệnh nhân lập tức được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng, nhưng đến khoảng 20 giờ cùng ngày thì bị tử vong. Tương tự là sản phụ NTH, 34 tuổi, trú tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, mang thai hơn 37 tuần, nhập viện vào sáng ngày 17 tháng 11 trong tình trạng chuyển dạ vết mổ cũ. Đến 15 giờ, sản phụ được đưa vào phòng mổ. Tuy nhiên, sau khi gây tê tủy sống, bệnh nhân có các triệu chứng giống sản phụ S. Trước đó có biểu hiện là tê, đau vùng mông, khó chịu nên các bác sĩ chuyển sang Bệnh viện Đà Nẵng. Tại đây, các bác sĩ đã mổ lấy cháu bé ra ngoài. Còn chị H vẫn đang được điều trị trong phòng hồi sức tích cực. Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ Online, ông Võ Xuân Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng cho biết cả hai trường hợp xảy ra gần như cùng thời điểm và đều có chung triệu chứng chuyển biến rất nhanh, phản ứng thuốc sau khi tiêm gây tê tủy sống. Chúng tôi đã báo cáo cho Sở Y tế để đánh giá lại quy trình và tìm nguyên nhân xử lý ngay trong buổi chiều xảy ra sự việc. Đến thời điểm hiện tại, cả hai cháu sơ sinh đều khỏe mạnh, ông Phúc thông tin. Theo ông Nguyễn Út, sau khi được nhận từ thông tin, Sở Y tế đã thành lập lại đoàn kiểm tra, giám sát, có mời các chuyên gia gây mê Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng, Trung tâm kiểm nghiệm cùng với các phòng chức năng của Sở đến làm việc. Quá trình kiểm tra, việc tiếp nhận, khám và mổ cho sản phụ đều đúng quy trình, quy định của ngành y tế. Đoàn kiểm tra cũng niêm phong toàn bộ thuốc gây tê và gây mê tại Bệnh viện Phụ nữ. Có vài nơi trong cả nước đã từng xảy ra trường hợp sản phụ phản ứng với thuốc gây tê. Cả hai trường hợp này lại xảy ra những điểm quá giống nhau, nên chúng tôi tập trung nghi ngờ có liên quan tới chất lượng loại thuốc gây tê. Hiện Sở đã chỉ đạo lấy mẫu và gửi ra Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương để xét nghiệm, ông Út nói.